Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban truyền thông. Kính thưa chư vị tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo ban truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban truyền thông của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kính thưa các nhà báo, các nhà truyền thông. Cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời và cho phép chúng tôi được báo cáo với các vị về chuyên đề truyền thông Phật giáo phải thực hiện đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Xin thưa quý vị, nói tới truyền thông, các nhà báo và những người làm truyền thông có nhiều định nghĩa khác nhau. Nhưng chúng ta hiểu nôm na, truyền thông chính là việc thông tin để cung cấp những gì mình có và mình biết, nhằm mục đích tuyên truyền theo những yêu cầu mà mình cần. Vậy là truyền thông chính là một từ ghép giữa thông tin và tuyên truyền, nhằm đưa đến cho người đọc, người nghe, người thấy và người cần tìm thông tin những gì mình có và mình biết, để nhằm mục đích tuyên truyền theo hướng, theo chủ đích của mình. Với cái hiểu về truyền thông như thế, xin thưa quý vị, truyền thông của Phật giáo hiện nay mang trách nhiệm và giá trị hết sức lớn trong đời sống xã hội. Bởi quý vị biết, trong thời điểm của công nghệ phát triển và truyền thông đặc biệt phát triển, thì việc sử dụng truyền thông để giải quyết những mục đích của xã hội, của tập thể và của cá nhân có nhiều chiều hết sức khác nhau. Những giá trị và lợi ích của truyền thông mang lại cho đời sống xã hội vô cùng nhiều, nhưng cũng không ít những vấn đề truyền thông làm ảnh hưởng tới lối sống, tới đạo đức và tới văn hóa xã hội. Chính vì thế cho nên xin thưa quý vị, ở đây có nhiều nhà báo. Tôi không phải là nhà báo, tôi cũng không phải là người thạo truyền thông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước đối với Phật giáo, thì việc sử dụng truyền thông để giải quyết những vấn đề quản lý nhà nước là hết sức cần thiết. Tôi cũng hiểu được đôi điều liên quan tới truyền thông, liên quan tới báo chí. Xin thưa quý vị, đã lâu rồi có một anh nhà văn đùa với bạn mình là nhà báo nhân ngày 21 tháng 6 về việc phóng viên báo chí trước đây đã có những lần phản ánh hoặc không có, hoặc không phù hợp với đời sống xã hội. Cho nên anh đã đùa bạn mình là anh đã đi thực tế. Tôi đã đi thực tế đôi lần, và ở đâu tôi cũng thấy nhân dân khen các nhà văn tài tình sáng tạo. Họ cũng khen các anh nhà báo viết được điều không có thật ở đâu. Nhà báo làm truyền thông mà viết điều không có thật ở đâu thì thật khôi hài. Tuy nhiên hiện nay trong đời sống xã hội, trong sự đa dạng của truyền thông, rất nhiều những vấn đề được đưa lên trên trang mạng, trang báo và các thông tin xã hội nhiều khi không có thật, mà nó là tin ảo. Vậy thì với vai trò của người làm quản lý truyền thông và lãnh đạo truyền thông, đặt ra cho truyền thông Phật giáo một trọng trách hết sức quan trọng.
để lần lượt chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề liên quan tới quản lý, tới lãnh đạo và tới thực hiện công tác truyền thông. Xin thưa quý vị, trong thời gian từ bây giờ tới 11 giờ, có lẽ chúng ta không giải lao nữa mà chúng ta làm một lèo. Được không ạ? Và tôi biết gì sẽ nói đấy. Trong bốn nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề thứ nhất, tính đa dạng và sự phức tạp của truyền thông hiện nay mà Phật giáo phải giải quyết. Xin kính thưa quý vị, trong bối cảnh xã hội hiện nay, truyền thông thể hiện tính đa chiều, và tính đa chiều đó đang trở thành một nhu cầu, một thách thức và thậm chí một vấn nạn. Bởi quý vị biết, ngoài hơn 700 tờ báo, tờ tin chính thống được cấp phép của nhà nước trong đời sống xã hội, thì hàng chục nghìn những trang tin của các tổ chức cá nhân không được cấp phép chính thức, hàng triệu những trang Facebook của cá nhân đều cập nhật thông tin, đều phản ánh thông tin và đều đưa những thông tin hàng phút, hàng giờ và hàng ngày trong đời sống xã hội. Một bộ lớn như Bộ Thông tin Truyền thông để quản lý thông tin cũng khó có thể quản lý được, khi rất nhiều những trang thông tin khác nhau, đặc biệt là những thông tin cá nhân. Chính vì thế nên thưa quý vị, thông tin đa chiều đang trở thành vấn đề. Bởi vì trong đời sống xã hội, ai cũng có quyền nói tiếng nói của mình, ai cũng có quyền nhìn nhận vấn đề của mình, và ai cũng có quyền phát hiện để đưa thông tin lên trang của mình. Cái đó là cái hết sức đa chiều. Mặc dù trong luật thông tin đã quy định thông tin phải đảm bảo chính xác, không làm ảnh hưởng tới đời sống, tới danh dự, tới lợi ích của cá nhân, tập thể, tổ chức và nhà nước. Quy định của pháp luật là thế, nhưng lách pháp luật để đưa thông tin thì vô cùng nhiều. Cái thứ hai, xin thưa quý vị, thông tin hiện nay là thông tin đa phương tiện. Quý thầy ngồi đây tuyệt đại đa số bây giờ đều có máy tính, máy ảnh và nhiều những phương tiện có liên quan khác. Thì ngoài đời sống xã hội với điều kiện kinh tế phát triển, với khoa học kỹ thuật được truyền thụ, được học tập rất nhanh, thì việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện nay để phục vụ cho thông tin truyền thông cũng hết sức đa dạng. Phật giáo còn có việc thông tin truyền thông bằng chính hình ảnh của con người mà không cần qua phương tiện. Truyền thông bằng khẩu, lời nói, truyền thông bằng ý và truyền thông bằng sự mẫu mực trong chính cuộc sống của người tu hành. Rồi xã hội cũng thế, mỗi hành động, mỗi biểu hiện của mỗi con người đều là một tác nhân để thực hiện truyền thông. Trong khi xã hội hiện nay thì xin thưa, đa dạng và phức tạp. Để nói tính đa phương tiện trong truyền thông hiện nay, vừa mang tính phục vụ cho xã hội với nhu cầu ngày càng cao, nhưng vừa đặt việc quản lý truyền thông trước những vấn nạn hết sức khó khăn. Ở quý vị biết, cách đây đã 16 năm, khi tham gia một vụ việc có liên quan tới hoạt động Phật giáo ở miền Trung,
Lúc đó máy điện thoại còn rất ít, chưa phải nhiều. Máy điện thoại như bây giờ, smartphone, các máy khác rất ít. Nhưng lúc đó đã có những thiết bị vừa quay phim, vừa ghi âm và vừa chuyển ra nước ngoài trong cùng một lúc. Để giải quyết vấn đề về mặt kỹ thuật lúc đó, Bộ Công an phải dùng máy đặc biệt để phá cái sóng ở vùng đó. Còn mình không thể bắt cái máy của họ, mình cũng không thể giữ cái máy của họ. Họ cầm, họ quay và họ phát trực tiếp, giống hệt như chúng ta bây giờ, mà cách đây đã 16 năm. Còn bây giờ thì hiện đại hơn nhiều. Một máy tích hợp nhiều tác dụng, vừa quay phim, vừa ghi âm, vừa phát trong một máy điện thoại bây giờ là hết sức bình thường. Thế thì xin thưa quý vị, với cái tính đa phương tiện đó, truyền thông chúng ta đang có lợi thế trong quá trình sử dụng, nhưng cũng đang gặp hết sức khó khăn trong quá trình kiểm tra, xử lý và giải quyết những vấn đề truyền thông. Cái thứ ba, truyền thông bây giờ không chỉ có ở trong phạm vi của một địa phương, một nước, mà đã có ảnh hưởng và có tác dụng trong thời gian rất ngắn trên phạm vi quốc tế. Thậm chí chúng ta đang ngồi đây, nhưng ở nước ngoài, đồng đạo hoặc những người quan tâm nếu mở mạng trùng với chúng ta, họ biết hoạt động của chúng ta đang diễn ra. Cái tốt được truyền thông kịp thời, những cái không tốt cũng được truyền thông phản ánh. Chính vì thế, việc truyền thông mang phạm vi rộng vừa là một yếu tố tích cực, vừa là một yếu tố hạn chế. Cái tốt đó là yếu tố tích cực, vì mang những giá trị tốt lành đến được cho đời sống rộng khắp trong xã hội. Những cái xấu thì xin thưa quý vị, cũng lan rất nhanh và rất rộng. Chỉ trong mấy tuần gần đây, một sự kiện có liên quan tới Phật giáo, đó là bài phát biểu của một nhà khoa học mà từ nước ngoài báo chí đã gọi về cho chúng tôi, việc xử lý và giải quyết ở trong nước như thế nào. Có những người góp ý hết sức sốt sắng và thể hiện tính tích cực rất cao bằng việc đề nghị phải kỷ luật cái người phát biểu. Nhưng cũng có những người hết sức ôn hòa. Xin thưa quý vị, tối hôm qua, một bác 76 tuổi từ Pháp gọi điện thoại về cho tôi, và bác nói một câu: sáng nay tôi thưa cùng với bác trưởng ban là đúng mình phải cân nhắc. Bác nói thế này: xưa Đức Phật, người giỏi đến như thế mà xung quanh mình vẫn rất nhiều người ganh ghét đố kỵ, thậm chí có người còn thả voi ra giày lăn đá xuống cho chết, còn người phản biện chửi bới lại thì nhiều không đếm xuể. Nhưng Đức Phật chỉ cười không trả lời, lấy cái đúng mà đáp lại lời người ta nói không đúng. Và chính sự khiêm cung hòa ái, lấy cái đúng mà đáp lại, Ngài đã trở thành Đức Phật của nhân loại suốt hơn 25.000 năm qua. Còn bây giờ Phật giáo Việt Nam mình, trong bối cảnh xã hội đa chiều, ai cũng có thể nhìn, ai cũng có thể bình luận, ai cũng có thể góp ý, đó là quyền của họ. Họ nói đúng, nhiều người sẽ tán thành, tán dương và ủng hộ họ. Họ nói sai, có một số người cũng ủng hộ họ, nhưng họ nói sai thì số người không đồng tình, lắc đầu sẽ nhiều hơn. Còn đi cãi với họ, vô tình mình trở thành họ. Thị kính xưa
quan đến như thế. Chỉ cần đứng ra giữa đình cởi cái áo, lộ nửa thân thể của mình, thì trọn đời không phải bế đứa bé đi xin, không phải chịu tiếng nhục nhã. Nhưng không, học Phật noi tấm gương của Phật, lấy hạnh nhẫn nhục mà thể hiện đúng giá trị đạo đức của Phật, thì cuối cùng bà chết, bà trở thành biểu tượng của lòng kham nhẫn, của đức hy sinh và cống hiến vì hạnh phúc của con người. Chứ nếu bà cởi áo ra, bà không được gì cả, ngoài chuyện người ta không chửi. Chính vì thế cho nên cái câu chuyện của một bác hôm qua, bác gọi tôi, bác nói rằng với tư cách là vụ trưởng vụ Phật giáo, tôi biết anh hơn 20 năm nay, anh hãy thưa lại với các cụ trong giáo hội đúng của mình giữ, sai của mình sửa, còn người ta nói quyền của họ, đúng như Đức Phật nói, nghiệp tự tạo, tội ai người đó gánh. Tôi chưa biết điều đó có phù hợp với tư duy của các nhà báo hôm nay không, nhưng câu chuyện của một bác xa quê hương mà trăn trở cho đạo Phật như thế, cảm động và đáng suy nghĩ lắm, xin thưa quý vị. Điểm thứ hai, truyền thông bao giờ cũng mang ý nghĩa và mục đích. Xin thưa quý vị, truyền thông cung cấp thông tin bằng nhiều dạng khác nhau, từ hình ảnh, từ lời nói, từ bài viết, thậm chí từ những sự khuyến tấn thông qua hành động của con người. Nhưng tất cả những biểu hiện đưa ra đều có tính mục đích, và tính mục đích đó rất cần ở sự sâu sắc, sự hiểu biết. Xin thưa quý vị, có một điều mà trong đời sống xã hội hiện nay, khi nói tới những giá trị của Phật giáo, nhiều người dễ nhầm lẫn và nhiều người không hiểu, dễ vơ đũa cả nắm, giống như nhà khoa học trong ngoặc mà chúng tôi đã nói. Nhớ lại sự kiện cách nay hơn 70 năm, một cư sĩ nổi tiếng ở miền Bắc đã từng phát biểu: đạo Phật không có gì xấu, đạo Phật không bao giờ sai, bởi chân lý Đức Phật đưa ra là tuyệt đối đúng. Tuy nhiên, những người tu theo đạo Phật, những người tin theo đạo Phật, trong quá trình thực hiện niềm tin và tu hành của mình, còn có những điểm chưa đúng, làm cho người đời hiểu sai về giá trị của đạo Phật. Tôi, cái cụ cư sĩ đó nói, tôi nguyện làm cây chổi để quét đi những gì bụi bặm rác rưởi, làm hoen ố đạo Phật, để cho đạo Phật đã sáng phải sáng như giá trị vốn có. Người cư sĩ đó, xin thưa, là một cư sĩ nổi tiếng, tên là Thiều Chiểu. Ông lấy cái tên Thiều Chiểu được xã hội hiểu đó là cây chổi, và ông nói rằng ông sẽ là cây chổi quét cho sạch những gì bụi bặm rác rưởi do chưa hiểu biết Phật giáo, để làm sáng rõ Phật giáo như vốn có của đạo Phật. Để nói rằng ngày nay nhiều người chê Phật giáo, nhưng họ không hiểu, không thể chê Phật giáo được, mà phải chê những người, nhóm người, cá nhân hoặc ai đó tu hành, tin theo Phật giáo, nhưng tu chưa đúng đạo.
tin chưa chánh tín, chứ không thể chê Phật giáo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhiều người khen Phật giáo nhưng cũng không hiểu biết đúng về giá trị của đạo Phật để khen. Như lúc nãy ông trưởng ban có nói, một hiện tượng lệch chuẩn tâm linh, một việc làm không đúng với chánh pháp của Đức Phật, nhưng khi lên mạng người yêu thì bảo vệ, người không thích thì phê phán. Bảo vệ nói cũng không đúng vì không hiểu bản chất Phật giáo. Người phê phán nói cũng không thấu triệt vì không hiểu hết bản chất của Phật giáo. Thành ra cuối cùng người đọc, người muốn tìm hiểu, người muốn phân biệt đúng sai, nhìn vào cũng không đủ chứng lý để kết luận đúng hay sai. Thế thì xin thưa quý vị, cái làm truyền thông liên quan tới bất cứ lĩnh vực nào, chứ không riêng. Để truyền thông chính xác, để giải quyết mục đích đúng, cần phải hiểu rất kỹ, rất sâu. Và đối với tôn giáo nói chung, với Phật giáo nói riêng, xin thưa quý vị, để hiểu tôn giáo kỹ và sâu thật sự khó. Rất nhiều những người viết về tôn giáo nhưng do không hiểu sâu, hiểu kỹ cho nên họ thường sợ. Còn những người trong tôn giáo, trong đó có Phật giáo, muốn viết, muốn nói thì nhiều khi do đặc điểm riêng của tôn giáo lại không viết, không nói. Cho nên mới có câu chuyện một thiền sư của Nhật Bản, cô gái trẻ mang đứa con tới và nói là con của sư thì sư nuôi đi. Mọi người xỉ vả ông, thì ông muốn đưa đứa trẻ vào đây ta nuôi. Rồi đệ tử hỏi, thầy có thật thế không mà người ta nói thầy thế? Thầy cũng nhận là người ta chửi thầy thế cũng nhận là. Thì cụ bổ thế à? Rồi ngày tháng cụ đi xin sữa nuôi nó, lớn lên 14 tuổi, nó khỏe khoắn, trắng trẻo, xinh đẹp. Cô gái trẻ bây giờ đã tuổi về già, đến nhận lại con và nói, đây không phải là con của ông, đây là con của tôi. Ông cũng chỉ nói một câu thế à? Để nói rằng do đặc điểm riêng của tôn giáo, do cá tính riêng của những người tu hành, nhiều người biết thấu triệt về những vấn đề trong tôn giáo của mình trước những ý kiến xã hội, nhưng thường ít viết. Cái ít viết đó, xin thưa, có những giá trị nhất định, nhưng cũng có những ảnh hưởng nhất định, nhất là trong đời sống thông tin hiện nay. Xin thưa quý vị, phải thưa thật, rất tiếc trong thời gian vừa rồi, truyền thông của chúng ta là một trong những ban ra đời sau của giáo hội, nhưng có thể nói tốc độ phát triển và ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là ảnh hưởng tích cực. Nhiều những bài viết, nhiều những thông tin kịp thời phản ánh hoạt động của giáo hội, hoạt động của xã hội liên quan tới Phật giáo, và đặc biệt những tấm gương điển hình, những giá trị tích cực của Phật giáo được phản ánh kịp thời. Nhưng thú thật cũng rất tiếc, có những hiện tượng trong Phật giáo mà chỉ cần một bài viết kịp thời và sắc sảo, đưa lên trang tin đúng độ, đúng lúc, thì vấn đề nó sẽ khác. Nhưng nhiều khi chúng ta chưa kịp làm. Và như Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Truyền thông có nói, vấn nạn của truyền thông hiện nay, những vấn đề bất cập của truyền thông hiện nay, tôi cho rằng nói như thế cũng có phần đúng. Nhưng có lẽ
Chúng ta không nằm trong cuộc khủng hoảng truyền thông. Chúng ta cũng không phải sợ vì vấn nạn, mà chúng ta hình dung chúng ta đang từng bước giải quyết. Nhưng có những lúc chúng ta giải quyết chưa kịp thời, có những lúc giải quyết chưa đúng độ, đúng tầm. Tiếp đến trong vấn đề thứ hai về mục đích truyền thông, thì xin thưa, đưa một vấn đề ra trong thông tin, ai cũng có mục đích, nhưng có thể có những vấn đề vô thức, không nhằm tới mục đích mà vẫn mang giá trị truyền thông. Cái đó xin thưa có nhiều lắm trong đời sống xã hội. Quý vị mới hình dung, ngày xưa khi định nghĩa về xã hội phát triển thời Lý Trần, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, người sang Pháp và mất ở bên Pháp, đã trích 6 chữ: nhà có cửa không cần đóng. Tại sao định nghĩa một thời kỳ mà chỉ dùng có 6 chữ: nhà có cửa không cần đóng? Nhà có cửa không cần đóng là để nói một thời kỳ phát triển rực rỡ, đủ ăn, đủ mặc, không trộm cắp, không tật xấu. Họ làm cửa nhà để giữ gió khi mùa đông, để che nắng, che mưa, chứ không phải để phòng trộm cắp. Thế mà ngày nay xin thưa quý vị, cũng bằng 6 chữ, người nông dân tưởng vô thức mà đã đi vào 6 chữ trong định nghĩa của các nhà sử học, một trong những nhà sử học nổi tiếng đã dùng 6 chữ để định nghĩa xã hội thời nay: thời rau hai luống, lợn hai chuồng. Tại sao lại rau hai luống, lợn hai chuồng? Người nông dân có nhằm mục đích truyền thông đâu. Người nông dân chỉ biết cái điều người ta vốn nói: phun thuốc trừ sâu, phun thuốc kích thích, dùng hóa chất tăng trọng có ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế là người ta trồng cái rau không thuốc trừ sâu, không kích thích, nuôi cái con không tăng trọng, để rau sạch mình ăn, rau không sạch bán cho người. Tương tự lợn hai chuồng cũng con lợn nuôi bằng cám, bằng bèo, bằng bã, gọi là lợn sạch mình ăn, lợn nuôi tăng trọng bán cho người. Người nông dân không hề có ý thức truyền thông, nhưng đã đi vào định nghĩa của một thời đại, thời mà người nông dân trung thực nhất, thuần phát nhất. Nhưng đã biết, biết cái gì ạ? Biết lừa dối. Thì xã hội hỏi cái sự không thật đến chừng nào. Thế thì xin thưa quý vị, đó cũng chính là cái thể hiện truyền thông đấy. Và từ cái thể hiện truyền thông đó, nó dẫn tới trách nhiệm là gánh nặng đạo đức của tôn giáo, đúng không ạ? Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ đã nói một câu hết sức ý nghĩa: đạo với đời tưởng hai mà là một. Đời không cấy lúa trồng khoai để có cái ăn, không trồng dâu nuôi tằm để có cái mặc, không làm ra vật dụng để dùng hàng ngày. Đạo được đời nuôi. Một câu khẳng định hết sức ý nghĩa của Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ: đạo được đời nuôi. Nhưng đạo quay trở lại giúp đời
bằng những giá trị tốt lành nhất. Đó chính là đạo đức, đó chính là trí tuệ. Trí cao, trời người trọng, đức lớn, quỷ thần kinh. Những người tu theo đạo, trong đó có những người theo đạo Phật, là những người rèn giũa đức và luyện trí để trở thành những tấm gương tiêu biểu cho xã hội. Và đời phải lấy đó mà học, lấy đó làm rừng mối để tồn tại và phát triển. Vì thế cho nên từ xa xưa, hàng nghìn năm trước, cha ông ta mới dựng đạo để tạo đời, lấy đạo Phật mà cố kết nhân tâm, vun bồi trí đức, để trong thì đoàn kết, ngoài thì giữ nước mà chống giặc ngoại xâm. Thế thì quan hệ giữa đạo với đời như thế, đời ngày nay đang được dùng 6 chữ để định nghĩa. Với sự xói mòn của đạo đức thì đạo phải có trách nhiệm quay trở lại, vực cái đạo đức đã xuống cấp đó lên, làm cho cái đạo đức đó trở lại đạo đức giá trị của con người Việt. Cái đạo đang có ý nghĩa hết sức như thế. Chính vì thế cho nên mục đích truyền thông của đạo ngày nay không gì khác, chính là truyền thông để nâng những giá trị đạo đức của xã hội lên. Mà nâng những giá trị của đạo đức xã hội lên thì xin thưa, càng thể hiện tính tích cực càng tốt, càng khoét sâu vào tiêu cực càng xấu. Xin thưa quý vị, những bậc đại sư, những người được kính trọng trong đời, tài năng được kính trọng 1 thì đức độ được kính trọng 10. Đức chính là cái gốc để làm người. Truyền thông làm sao để mọi người thấy những giá trị tốt lành, những tấm gương của đạo đức trong đời sống xã hội. Và để truyền thông được, ngoài những phương tiện truyền thông đại chúng, ngoài những phương tiện truyền thông của giáo hội, ngoài những phương tiện truyền thông của cá nhân trong xã hội, thì truyền thông qua giá trị thân, khẩu, ý của mỗi nhà tu hành là hết sức quan trọng. Xin thưa quý vị, một số người con sâu làm rầu nồi canh, nếu biết cách nói, nếu biết cách viết, xã hội vẫn có thể hiểu đạo Phật luôn tốt lành và bây giờ vẫn tốt lành. Nhưng nếu không biết cách nói, không biết cách viết, người ta sẽ nghĩ khác, là số đông đã có vấn đề. Cho nên cái nhà khoa học mới nói là nền tảng của đạo Phật lung lay rồi. Tôi nghe đến câu đó tôi đã cười, tôi bảo người này không hiểu gì cả. Làm sao có nền tảng đạo Phật lung lay được? Từ thời Đức Phật, ngài giỏi tuyệt đỉnh đến như thế, ngài tốt tuyệt luân đến như thế, mà em của ngài còn xấu tới mức thả voi ra để giày ngài, lăn đá xuống cho ngài chết. Thời nào chả có người xấu, nhưng chỉ có điều cái xấu đó là sự cá biệt, cái xấu đó là sự biến thái ở trong một số con người lợi dụng cái tốt mà đứng vào cùng hàng, lợi dụng cái tốt mà xen vào lúc cái tốt không để ý. Chứ nếu họ để ý, họ quan tâm thì làm sao cái xấu xen vào được. Cho nên cách nói, cách viết, xin thưa quý vị, nó phải thể hiện hết sức rõ ràng. Tôi hơi ngay cái câu chuyện của thầy trên Vĩnh Phúc cũng thế. Một thầy mà làm cho nhiều người đánh giá là nền tảng của đạo đức hỏng rồi ông ơi. Tôi xin lỗi, sao bác lại đánh giá là nền tảng của đạo đức hỏng? Trong xã hội nói chung, trong tôn giáo nói riêng, và thậm chí đến từng gia đình, từng con người cũng có lúc mạnh,
lúc yếu. Con người cũng có lúc suy nghĩ đúng, có lúc suy nghĩ chưa phù hợp. Con người cũng có biểu hiện lúc thiện, lúc chưa thiện. Thì trong gia đình, nhiều người con cũng có những người con tốt, những người con chưa ngoan. Trong đời sống xã hội, cho dù xã hội tốt nhất thì vẫn có những con người cá biệt. Cái cá biệt chưa tốt, chưa chuẩn, nó không phải là toàn xã hội, mà nó là biểu hiện của cá nhân. Thế thì cái cá nhân đó phải được chỉ ra, chứ không phải là nền tảng. Nền tảng của đạo Phật không có lung lay, mà những con người tu theo đạo Phật hiện nay đang bị sự xu thời, đang bị vật chất hóa và đang bị cơ chế thị trường làm cho cái không vững của tâm, không hiểu của trí, không nghiêm của đức, làm cho sao động, cho suy nghĩ và hành động chưa chuẩn, chứ không phải đạo Phật lung lay. Nếu nói như thế, nếu diễn đạt như thế, ai nghe cũng thấu tình đạt lý, được không ạ?